Chào thầy và tất cả các bạn. Hôm nay mình xin báo cáo về đồ án thực tập mình đã tập trung thời gian vừa qua. Trước khi vào báo cáo, mình xin cảm ơn các thầy cô ở trung tâm Athena đã hướng dẫn mình để hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập ngày hôm nay. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cho các bạn về hướng dẫn và sử dụng một công cụ quét lỗ hổng website. Lỗ hổng website là một lỗ hổng sẽ gây ra lợi dụng vào lỗ hổng website thì các hacker sẽ xâm nhập vào các website một cách nhanh chóng và sẽ chiếm giữ tài nguyên trong website. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một website. Sai đó là web Joomla. Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL. Về ưu điểm của Joomla thì dễ sử dụng và Joomla được rất nhiều người xây dựng quản trị hệ thống dùng và giao diện dễ nhìn, dễ tìm và sửa lỗi khi gặp phải. Nhược điểm của Joomla thì cho mã nguồn của Joomla tương đối lớn dẫn đến tốn nhiều tài nguyên trong hệ thống và không có khả năng multisite. Cần mua extension để có được tính năng này và không chạy tốt trên máy chủ Windows. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trang web Joomla. Trước khi cài đặt thì chúng ta sẽ phải cài phần mềm XAMPP. XAMPP là một web server sẽ đưa tên miền của chúng ta lên localhost và các chức năng Apache MySQL sẽ phải bật lên để chúng ta đăng nhập vào trang chủ localhost của web server. Chúng ta sẽ đi download phiên bản Joomla mới nhất là phiên bản 3.0. Sau khi download về, chúng ta sẽ được phần mềm và giải nén ra. Quá trình giải nén bắt đầu. Sau khi giải nén, chúng ta sẽ đổi tên để tiện khi chúng ta gọi tên hoặc database cho trang web. Đây mình sẽ đổi thành là Joomla. Và sau khi đổi xong, chúng ta sẽ đăng nhập vào đường dẫn cài đặt form .xmpp và đến folder http://doc. Ở đây chúng ta sẽ tạo một folder làm database cho trang web chúng ta sắp tạo. Tên database là Joomla và chúng ta sẽ copy toàn bộ code và file của Joomla chúng ta vừa download về vào folder database này. Quá trình copy đang diễn ra.
copy thành công theo đường dẫn HTTP đọc và đến database. Bây giờ chúng ta sẽ lên trang chủ và gõ HTTP check localhost và check đến database chúng ta vừa tạo, đó là Joomla. Thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trong game Joomla. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn được rất nhiều ngôn ngữ. Ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ là Việt Nam. Tiên trang mình sẽ đặt là Xuân Tùng HUI Joomla.com. Ở phần mô tả thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ tên của một trang web, đó là www.suantunghuijoomla.com. Về phần địa chỉ thư điện tử quản trị, chúng ta sẽ nhập địa chỉ mail để chúng ta sẽ dễ dàng quản lý. Sau khi xác nhận mật khẩu thì chúng ta sẽ qua bước 2, đó là thiết lập hệ cơ sở dữ liệu cho trang web. Ở tên đăng nhập chúng ta sẽ để là root và mật khẩu ở đây chúng ta sẽ không đặt tại vì chúng ta sử dụng xmpp. Và tên cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ điền tên database chúng ta vừa tạo trong thư mục HT đọc. Bước cuối cùng là hoàn thành. Ở bước này chúng ta có thể chọn sẵn một số mẫu dữ liệu có sẵn trong Joomla như mẫu blog tiếng Anh, mẫu bút chì tiếng Anh hoặc là dữ liệu mặc định tiếng Anh, có thông tin về cài đặt cấu hình, tên trang và mô tả chúng ta vừa thiết lập ở bước 1 và bước 2. Và cấu hình cơ sở dữ liệu thì có tên máy chủ, tên đăng nhập và loại cơ sở quá trình cài đặt đang diễn ra. Sẽ đăng nhập tới tài khoản admin và mật khẩu chúng ta đã đặt là 123. Đây là trang chủ của trang web chúng ta vừa tạo. Ở đây ta có thể set đầy đủ các thanh công cụ để thiết kế cho một trang web và chúng ta vừa tạo, như có thể chèn hình một đoạn text văn bản vào một trang web. Có tạo các list menu quản lý cho trang web. Đây là trang web mà chúng ta vừa tạo xong. Ở đây chúng ta sẽ đăng nhập dưới quyền admin để quản lý trong game. Như vậy là phần cài đặt trong game Joomla của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn ạ.